Ba lời càng là ruột thịt càng tránh nói ra. Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, có một vị khán giả gửi đến chương trình với những lời tâm sự như sau. Nhà tôi có hai anh em trai, tôi thì đã kết hôn, còn em trai vẫn độc thân. Bố tôi mất từ sớm, sau đó ít năm thì mẹ tôi đi thêm bước nữa, sinh ra em trai của tôi. Khi bố tôi mất đi, có để lại một mảnh đất, chính là mảnh đất có căn nhà mà gia đình chúng tôi đang ở. Mẹ tôi cũng nói là sẽ để lại cho vợ chồng tôi mảnh đất này, còn em trai tôi sau này sẽ ra ở riêng, vì dượng cũng có đất đai, tài sản. Chính vì tính toán như vậy, nên vợ chồng tôi dành dụm suốt 5 năm qua và vay mượn thêm để xây lại nhà. Căn nhà cũ khá chật chội và cũ kỹ. Chúng tôi thì lại chuẩn bị đón thêm thành viên mới. Con đầu của chúng tôi đã học lớp 1. Mẹ tôi rất mừng vì thấy vợ chồng tôi biết vun vén cho tương lai, thường xuyên đốc thúc chúng tôi nhanh chóng xây nhà mới. Sau hơn một năm xây dựng, căn nhà trị giá 1,5 tỷ cũng đã hoàn thành. Nhà xây xong chưa được bao lâu thì em trai tôi dẫn bạn gái về nhà ra mắt và tính đến việc kết hôn. Từ đó, mẹ tôi thay đổi thái độ. Dù chúng tôi làm gì, bà cũng cảm thấy không hài lòng, thường xuyên mắng chửi chúng tôi. Ngay cả Dượng, trước kia cũng ra vẻ yêu thương chúng tôi, bây giờ thì cũng trở mặt. Mỗi lần cãi nhau, đều ném hết đồ đạc, muốn đuổi cả hai vợ chồng tôi ra đường. Cuối cùng, tôi cũng biết, hóa ra là lừa vợ chồng tôi để xây căn nhà mới cho chồng và con trai riêng của mình. Nhà này là tôi đứng tên, là tài sản của tôi. Anh chị thì làm gì có quyền thừa kế? Sau này tôi chết đi thì để lại cho vợ chồng thằng Thạch. Nghe vậy, vợ tôi rất tức giận. Cô ấy nói thẳng với mẹ tôi: nhà này là vợ chồng con bỏ tiền ra xây. Nếu mẹ muốn lấy cho chú Út thì phải đưa lại số tiền 1,5 tỷ đồng cho vợ chồng con. Sau này tụi con sẽ dọn khỏi nơi đây, không dính dáng gì đến căn nhà này nữa. Còn nếu không trả thì xem đây như là tiền báo hiếu mẹ đến hết đời. Sau này có chuyện gì thì chú Út sẽ tự đứng ra giải quyết. Nói xong, vợ tôi quay sang nhìn tôi, cứng rắn nói: nếu anh không đồng ý với cách giải quyết của em thì chúng ta ly hôn. Còn món nợ vay mua nhà thì anh tự trả. Em không có trách nhiệm phải còng lưng gánh vác món nợ xây nhà cho mẹ và em trai của anh. Tôi nghẹn họng, không nói được câu nào. Mẹ tôi thì mặt tái đi, vì không ngờ con dâu lại quyết liệt như vậy. Hiện tại, chúng tôi đã dọn ra ngoài ở, nhưng cô ấy vẫn đang chờ đợi câu trả lời của tôi. Bên tình, bên hiếu, tôi nên làm thế nào đây? Quý vị hãy cho tôi một lời khuyên. Bây giờ, chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung chính của ngày hôm nay. Ba lời tuyệt đối không nói. Thứ nhất, nói những lời so sánh thiên vị giữa các con. Chúng ta cùng lắng nghe tâm sự sau đây nhé. Hơn 9 giờ tối, tôi mới từ cửa hàng thuốc tây trở về nhà. Vừa bước vào cửa, tôi đã nghe tiếng chén đĩa va vào nhau loảng xoảng. Ở trong bếp, mẹ chồng tôi vừa dọn chén đĩa, vừa hằng học thả xuống bồn nước, vang lên tiếng động rất lớn. Thưa mẹ, con mới về ạ. Bà không hề nhìn tôi mà nói bâng quơ: làm có mấy đồng mấy cắt đâu mà suốt ngày đi sớm về khuya, việc nhà một móng tay cũng không động tới, để cho cái thân già này phải cực khổ. Biết tính mẹ chồng, tôi cũng chẳng dám đôi co, chỉ trả lời qua quyết cho xong, để bà đừng cằn nhằn thêm. Vì đi làm cả ngày, tôi cũng đã khá mệt mỏi rồi. Mẹ chờ xíu để con giúp dọn dẹp ạ.
Mẹ chồng tôi nghe nói vậy thì vứt miếng xốp rửa chén vào bồn nước, nhanh chóng rửa tay bỏ vào trong phòng. Tôi nhìn đống chén đĩa bày bừa chất cao như núi mà ngán ngẩm. Tôi biết hôm nay ở nhà có bày tiệc ăn uống mừng em trai của chồng tôi vừa tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, đã xin được vào một bệnh viện lớn làm việc. Dù ăn uống linh đình là thế, nhưng cả nhà cũng chẳng chừa phần nào cho vợ chồng tôi, dù biết chúng tôi đều đi làm về muộn. Từ lúc tôi về làm dâu đến nay, đã tròn một năm, mẹ chồng tôi luôn luôn phân biệt đối xử rõ ràng giữa hai đứa con trai. Bố chồng tôi đi theo công trình thủy điện, chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Mẹ chồng tôi thì làm giáo viên ở trường cấp 2. Chồng tôi không học hành giỏi giang như em trai, nên thường xuyên bị mẹ so sánh, mỉa mai. Học hết cấp 3, chồng tôi xin vào làm công nhân ở một nhà máy chế biến thuốc nam. Công việc đứng máy rất cực khổ, vừa nóng bức, vừa ồn ào, có khi phải đứng mười mấy tiếng liền. Người này nghĩ phải có người tăng ca thay thế, mà lương thì trồi sụt theo ngày công. Em trai của anh thì học xong cấp 3 thi vào ngành y. Được bố mẹ lo chạy vậy tiền sau khi ra trường để vào làm ở bệnh viện tư nhàn hạ mà lương lại cao. Con nào chẳng là con, nhưng vì nghề nghiệp không danh giá mà chồng tôi trở thành cái gai trong mắt của mẹ mình. Tôi biết bà càng thêm khó chịu vì lúc chưa kết hôn, anh đưa thẻ lương cho mẹ giữ, rồi bà đưa lại một ít tiền cho anh chi tiêu hàng tháng. Nhưng sau khi kết hôn, chồng tôi lại đưa tiền cho vợ giữ. Dù chúng tôi không ăn cơm nhà, đi làm đến khuya lơ khuya lắc mới về, vẫn đóng sinh hoạt phí hàng tháng đều đặn, nhưng mẹ chồng tôi vẫn hằng học với chúng tôi, còn xem tôi như là ô xin trong nhà. Không vừa ý chuyện gì thì bà chửi bới rất là kinh khủng. Đến hơn 10 giờ đêm, chồng tôi về nhà, vẫn nhìn thấy vợ đang lay hoay dọn chén dưới bếp, đồng phục trên người còn chưa thay thì hỏi: "Em chưa đi nghỉ à? Còn làm gì đấy? Mới sảy thai xong, không đứng được lâu đâu." Tôi ra hiệu cho chồng nói nhỏ giọng, sợ mẹ chồng nghe thấy: "Em dọn rửa chén đĩa, lúc trưa nhà ăn tiệc mừng chú Út. Anh ăn gì chưa? Tắm rửa đi rồi em nấu mì gói cho anh ăn." Chồng tôi vắt cái áo qua ghế, chán nản nói: "Anh ăn tạm bánh mì ở công ty rồi. Bữa giờ anh cứ ngẫm nghĩ mãi, tính xin mẹ lại số tiền dành dụm xưa để vợ chồng mình ra riêng. Em cũng biết mẹ với anh không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng." Tôi gật gật đầu. Sau khi tôi mất đứa con đầu lòng, thay vì được nằm nhà nghỉ ngơi thì mẹ chồng tôi lại ngứa mắt khi thấy con dâu cứ ở rịch trên phòng, còn lau nhà dọn bếp núc thì người tôi vẫn còn yếu quá nên không thể làm được. Chồng tôi xót vợ, góp ý với mẹ thì bà dùng những lời khó nghe để nhiếc mắng, cho rằng chồng tôi mất dạy, hỗn hào, không ăn học đến nơi đến chốn nên không xem bà ra gì. Chính vì vậy, tôi cũng chẳng dám ở nhà lâu. Người vừa khỏe hơn đôi chút là tôi xin đi làm lại. Thà vất vả ở chỗ làm còn hơn phải chịu nghe mắng xa xả mỗi ngày. Tối hôm sau, sau khi ăn tối xong, vợ chồng tôi mới tranh thủ nói chuyện với mẹ chồng. Quả nhiên như tôi dự đoán, nghe chồng tôi trình bày rõ ràng chuyện muốn xin lại số tiền tiết kiệm mà anh từng gửi bà lúc chưa kết hôn, mặt mẹ chồng tôi đỏ lên bừng bừng, không ngừng quát tháo: "Đã học hành không bằng ai rồi mà lại còn cái thói khuôn vặt. Bao nhiêu tiền tôi bỏ ra cho anh lấy vợ thì sao anh không nói đến? Bây giờ tiền tiết kiệm nào của anh?
sao tôi lại sinh ra một đứa con như anh nhỉ? Nhìn em trai anh kia kìa, nó ngoan ngoãn, giỏi giang biết bao nhiêu, còn anh thì thế nào? Làm công nhân ba cọc ba đồng, anh nghĩ tìm anh kiếm được nhiều lắm đấy à? Muốn lấy lại số tiền tiết kiệm đó thì vàng cưới trả lại cho tôi, muốn đi đâu thì đi. Chồng tôi mím chặt môi, anh không dám cãi lại, sợ mang tính bất hiếu, nhưng trong lòng rõ ràng chịu nhiều tổn thương. Anh siết chặt tay, chậm rãi nói từng lời. Từ lúc con đi làm đến khi lấy vợ cũng đã chục năm rồi. Mỗi tháng con chỉ lấy có 1 triệu tiền tiêu xài cá nhân, còn lại con đưa cho mẹ được 7-8 triệu mỗi tháng. Vàng cưới thì con không trả lại được. Mẹ xem trừ vào tiền tiết kiệm giúp con. Con biết số tiền con làm được không bằng người ta, nhưng đó cũng là công sức của con. Giờ con chỉ xin lại một nửa chỗ đó, để sau này còn lo cho con cái. Mai mốt con với vợ con sẽ dọn đi. Mẹ chồng tôi nghiến răng tức tối. Bà không ngờ chồng tôi lại thẳng thừng như vậy. Trước giờ, phần lớn tiền bạc trong nhà bà đều đầu tư vào đứa con trai út. Giờ nói bà đưa lại số tiền mấy trăm triệu, dĩ nhiên là bà không có rồi. Anh chờ đó, chờ bố anh về rồi thì nói chuyện để ông ấy nhìn rõ bộ mặt thật của đứa con thất học như anh. Chúng tôi chưng hửng trước lời của mẹ chồng. Bố chồng tôi trước giờ vẫn luôn luôn nhường nhịn bà. Giờ đứng trước vợ con, không biết ông sẽ tính thế nào. Nhưng dù sao đi nữa, chúng tôi cũng không có ý định ở lại phụng dưỡng bố mẹ chồng. Vì đối với chúng tôi, bà hoàn toàn không có một chút tình cảm nào cả. Quý vị thân mến, cha mẹ thường có thói quen so sánh con cái của mình với suy nghĩ rằng con mình sẽ có mục tiêu phấn đấu, sẽ có thêm động lực mà cố gắng, nhưng lại chẳng hề hay biết rằng càng so sánh thì lại càng khoét sâu lòng tự trọng những người con trong gia đình. Bàn tay có ngón ngắn, ngón dài. Mỗi cá nhân là một bản thể riêng biệt, chẳng ai giống ai, cũng chẳng ai muốn mình là cái bóng của người khác cả. Nói lời thiên vị không giải quyết được vấn đề gì, mà chỉ khiến cho mối quan hệ tình cảm giữa cha, mẹ và con cái trong gia đình thêm rạn nứt mà thôi. Bởi bản thân, lời thiên vị đã là một lời lẽ chẳng hề công tâm rồi. Thứ hai, nói những lời oán thán về thế hệ trước. Vợ chồng Huỳnh cưới nhau đã hơn 10 năm nay, nhưng trước giờ đều thuê một căn phòng nhỏ ở gần công xưởng để tiện đi lại. Huỳnh tuy chẳng giàu có gì, nhưng lại quen thói tiêu xài hoang phí, thường đổ tiền vào những thú vui xa xỉ. Sống với nhau đã lâu mà cả hai vợ chồng chẳng dành dụm nổi tiền mua một căn nhà nhỏ, chỉ trông chờ vào tiền thừa kế từ bố mẹ. Huỳnh lại còn suốt ngày oán thán vì bố mẹ và anh trai ở quê sống thoải mái, trong khi vợ chồng anh chật vật nơi đất khách quê người. Một ngày nọ, Huỳnh hào hứng khoe với Thúy, vợ của anh rằng ăn Tết xong, bố mẹ ở dưới quê sẽ cho tiền mua một căn nhà nhỏ ở trung tâm thành phố. Khi có nhà rồi, cả hai sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá, vì giờ tiền thuê nhà cũng đã chiếm một khoản chi tiêu không nhỏ. Lúc đó, Thúy rất vui vì cho rằng bố mẹ có đất đai dư giả nên bán đi cho tiền con cái lập nghiệp. Nhưng không ngờ, khi cả hai về quê chơi, Thúy mới tá hỏa khi biết được một sự thật động trời. Lúc Thúy đang làm bữa trưa dưới bếp với mẹ chồng thì nghe tới hai bố con Huỳnh cãi nhau to tiếng. Hình như hai người nói chuyện về mua nhà gì đó. Có lẽ không muốn giấu nữa nên mẹ chồng nói thẳng ra là chuyện Huỳnh đang kèo nài bố mẹ bán đất để mua nhà ở thành phố. Mẹ chồng Thúy buồn rầu than vãn.
gia đình cũng có khá giả gì đâu. Giờ bố mẹ đã lớn tuổi, chỉ có mảnh đất Hương Hỏa mà ông bà để lại với căn nhà này để mà sống thôi. Anh cả lấy vợ, ở bên nhà vợ vì vợ là con một. Nhà bên ấy chỉ có mẹ vợ ốm yếu, nằm một chỗ cần người chăm sóc. Mảnh đất này bố mẹ cũng sẽ chia đôi cho hai anh em thôi. Nhưng bây giờ các con còn trẻ, còn làm ăn được thì cố gắng tiết kiệm. Vài năm nữa mua nhà cũng được. Bán đất Hương Hỏa ông bà để lại quả là không đành lòng. Vả lại, nếu bán đất đi mà mua nhà thành phố thì sau này vợ chồng con về quê biết ở đâu. Bà còn bảo gia đình làm nông, có bao nhiêu tiền lo cho anh em Huỳnh ăn học hết, còn dư chút đỉnh tiền tiết kiệm để dưỡng già, nên không giúp gì được các con nữa. Thúy lên tiếng phân trần, bảo bản thân chưa bao giờ có suy nghĩ thúc ép Huỳnh phải mua nhà cả. Huỳnh làm khó bố mẹ là không được. Cô hứa với mẹ chồng sẽ khuyên bảo chồng từ từ. Nghe những lời của con dâu, mẹ chồng Thúy thở phào nhẹ nhõm. Bà cũng nói nhỏ với Thúy, lựa lời khuyên giải để Huỳnh không ganh tị so đo với anh trai nữa. Vì mang tiếng là ở gần, nhưng ông bà có cho anh hơn Huỳnh được gì đâu. Ít lâu sau, Huỳnh lại nói sẽ bán đất ở quê để mua nhà. Bố mẹ chồng của Thúy sẽ ở cùng với hai vợ chồng cô. Thúy lên tiếng can ngăn, nói với chồng rằng người già thích cuộc sống bình yên ở quê hơn là ra phố. Nhưng Huỳnh lại không quan tâm đến điều đó. Bây giờ chỉ muốn có nhà để bằng bạn, bằng bè. Anh đã quá ngột ngạt với cảnh thuê phòng trọ thua kém người khác rồi. Huỳnh chỉ muốn thỏa mãn mong muốn của bản thân mà không quan tâm đến tâm tư của bố mẹ và hoàn cảnh gia đình hiện tại. Nhìn ông bà đã lớn tuổi còn phải khổ sở vì con, Thúy rất thương cảm. Thúy không biết phải khuyên chồng từ bỏ ý nghĩ ích kỷ đó như thế nào. Làm sao mới khiến cho Huỳnh thay đổi ý định? Vì cô cũng rất khó xử khi đối diện với bố mẹ chồng. Quý vị thân mến, vốn dĩ cuộc sống lúc nào cũng có vô vàn điều không như ý. Lúc này bạn có quyền buồn, quyền giận, nhưng không được nói ra những lời bất mãn, oán thán. Bởi lẽ, dù là lời oán trách người thân, gia đình hay bạn bè, thì về lâu về dài, những câu nói hời hợt tùy tiện của bạn không chỉ làm tổn thương người khác mà còn tổn thương đến chính bản thân bạn. Không những thế, tình cảm gia đình là vô cùng thiêng liêng và quý giá. Một khi bạn vì cái tôi nhỏ nhen, ích kỷ, sẵn sàng nói ra lời oán thán vô ơn với chính đấng sinh thành của mình thì phúc phần cũng sẽ chẳng còn. Thứ ba, nói những điều không hài lòng về bạn đời của mình. Này, lại đi đâu đấy? Thấy con trai xách cái túi to chất đầy quần áo, bà Tú cau mày quát. Minh không cảm thấy sợ hãi mà còn bình tĩnh đáp. Con sang nhà bố ở chơi mấy ngày, mẹ không nhớ hôm nay là ngày con sang đấy à? Bà Tú khẽ cau mày, dù biết là quan hệ ruột già máu mủ, nhưng chẳng hiểu sao bà lại không muốn con mình quá thân thiết với bố của nó. Bà Tú vì không muốn con cái thân thiết gần gũi với ông Thình mà bà thường xuyên nói xấu chồng cũ, vẽ lên một bức tranh đầy tệ hại xấu xa trong mắt của con mình. Vợ chồng ông Thình đã ly thân gần nửa năm nay. Cũng vì tính tình khó ăn khó nói của bà, chuyện vợ chồng xấu tốt thế nào bà cũng chia sẻ với hàng xóm. Thay vì góp ý thẳng với chồng, biến ông Thình thành đề tài buôn chuyện khắp xóm, bà biểu môi: sang đấy rồi lại học mấy thói hư tật xấu, hỏng người ra con ạ. Ông ấy có cái gì tốt đẹp đâu mà mày cứ bám lấy. Mình đã lớn, đã biết phân biệt đúng sai,
Cậu bực mình quay người lại phản bác bà Tú. Mẹ, mẹ đừng nói xấu bố nữa. Con không biết bố mẹ có xích mích gì, nhưng bố thương con là thật. Con cũng không thấy bố xấu xa như lời mẹ kể đâu. À, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi thì nói một tiếng, cãi giả một tiếng đấy à? Hay là mày lại học bố mày đấy? Minh thở dài. Cậu dường như đã quá quen với thái độ hằn học này của mẹ rồi. Bố chưa bao giờ nói gì về mẹ cả. Chỉ có mẹ nói xấu bố thôi. Con đi đây. Bà Tú sững người trước thái độ bất mãn của Minh. Nhưng bà không cảm thấy mình sai khi nói xấu chồng, mà chỉ tức tối vì con trai ngày càng ngỗ ngược, khó dạy. Quả thật, ông bà xưa có câu: lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cũng giống như bát nước đổ đi, một khi nói điều không đúng thì khó mà thu hồi lại được. Tức là khi nói ra điều gì, dù là lời hay ý đẹp, cũng phải suy nghĩ thật kỹ càng, thận trọng. Bởi lẽ, lời nói vốn là thứ vũ khí vô hình, sắc bén và có sức sát thương vô cùng đáng sợ. Vậy nên, bất kể nói điều gì, bạn cũng nên suy nghĩ thật kỹ càng trước khi nói, kẻo nói sai lại mất hết phúc phần, mà còn khiến bản thân dính vào hệ lụy, kéo theo những bất hòa thị phi, và bạn phải nhọc công đối phó với nó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.